Trang Nguyễn gửi lời chào đến gia đình mình. Hôm nay Trang Nguyễn sẽ trình bày bài giọng cổ Mình ơi, sáng tác nhạc của Minh Vi, lời cổ của cố soạn giả Viễn Châu. Mời các bạn cùng nghe nha. Bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để bao giờ anh để cầu hẹn ước, ai đã cùng tôi ngày xưa thề cầu thủy chung. Chàng đành ra đi, đi mãi không về, còn lại nơi đây son sắt dở nhòng. Ngày mình đi gió giông nhiều hơn tiếng mơ buồn thế, mặn môi mềm gọi chẳng lạnh lùng, một mình quạnh hiu. Ngày mình đi nhớ anh từng đêm, xót xa mình nơi lẽ bạn đâu rồi, tìm chim lạc bay tìm bạn xa. Còn chi đâu cái người ra đi không hẹn ngày trở lại, có còn chẳng nói xóm nghèo hiu quạnh bên dòng sông trơ trọi bóng con đò. Một lần đứng trước cảnh ly tan, mà con tim nó như rạn vỡ tan tành. Một chuyện tình buồn như giấc mộng buổi tàn tâm, mà nay chỉ còn những lời thương tiếc nhau.
sầu tình chúng ai đâu lẻ loi. Ai gieo nhớ thương, ai thương anh rồi, ai quên duyên phận, ai buồn mình hơn ngồi nhớ. Giọt mắt đầm đìa rơi thấm